Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình săn được một em Zenith. Và em Zenith này phải nói là một trong những cái em rất là hợp lý để anh em chơi, đặc biệt là anh em nào tay to. Thì đây là một chiếc Zenith thuộc dòng El Primero Stratos. Nó sẽ có size là 45mm và phù hợp với anh em là tay 17.5cm trở lên anh em nhé. Thì chiếc đồng hồ này là một chiếc thuộc dạng trưng bày, còn mới 99%. Và sẽ còn là đồng hồ này, tag này đi kèm và nó sẽ có thẻ. Đó, nó là dạng trưng bày, mình mua của đại lý bên kia. Chiếc này thì sẽ có mã là 85206040523C714. Đó, và serial number này các bạn thấy số máy này 323033 khá là đẹp. Đó. Và ở đây thì các bạn sẽ có đó là date của nó là 2017. Thì chiếc này thì tình trạng của nó thì mình sẽ show chi tiết cho anh em. Đầu tiên là các bạn có thể nhìn thấy ở đây là cái khóa còn nguyên siêu, không một vết xước. Đó, dây của chúng ta thì cũng là dây chưa sử dụng, dây chưa đục lỗ luôn. Và cái dây của Zenith này thì mặt trên của nó là dây da cá sấu, còn mặt dưới thì nó sẽ được phủ một lớp silicone. Dây silicone của Zenith mà các bạn đeo thì chắc khoảng tầm nửa năm là nó bắt đầu cái lớp silicone này nhìn nó bóng lên, nhìn là biết ngay. Còn đây là sợi dây mới thì nó khác. Còn đồng hồ thì mình không nói, thân đồng hồ thì nó mới không một vết xước rồi. Đó. Chiếc này là một chiếc đồng hồ thể thao của Zenith, nhưng nó không kém phần sang trọng với cái chất liệu sử dụng. Ở đây là chất liệu vàng khối. Và vàng khối sử dụng là 18K AU750. Mình sẽ lau bớt những cái vết vân tay để quay lên cho anh em nó còn được đẹp. Đó. Chiếc này có cái tên đầy đủ là Zenith El Primero Stratos Flyback Chronograph 45mm. Đó, nó sử dụng chất liệu là vàng khối. Như các bạn thấy ở đây, vàng rất là đẹp. Niềng benzen của chúng ta là niềng benzen ceramic và đen bóng. Kính của chúng ta sử dụng là kính sapphire và nó hơi cong lồi ở trên. Đó, rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng luôn. Mặt dial của chúng ta thì sẽ có màu đen bóng. Và chúng ta sẽ mặt dial cũng giống như là mặt men vậy. Chất liệu khá là giống. Chúng ta sẽ có logo là Zenith El Primero Stratos ở góc 12 giờ. Các bạn thấy nó lấp lánh chưa? Kim và cọc cũng được làm bằng vàng khối 18K AU750. Và ngay dưới logo Zenith El Primero chúng ta sẽ có logo là Stratos. Còn phía dưới góc 6 giờ thì chúng ta sẽ có ô lịch thay luôn cho vị trí của cọc số ở góc 6 giờ. Và ngay phía trên này thì các bạn sẽ thấy một dòng chữ là Flyback. Kim dây của nó thì được đặt trong sub dial góc 9 giờ đang quay. Còn sub dial 3 và 6 của chúng ta thì sẽ là sub dial chronograph. Và tính năng Flyback của nó thì rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ ấn cho chạy này. Đó, các bạn ấn lần thứ hai để dừng. Đó, các bạn muốn chạy tiếp thì các bạn ấn vào đây. Còn khi mà chúng ta flyback thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút reset này. Khi mà đồng hồ đang chạy thì các bạn ấn flyback nó sẽ bay về vị trí không mà nó chạy tiếp. Đó. Còn nếu các bạn muốn dừng thì các bạn ấn stop và chúng ta ấn nút reset ở dưới là nó sẽ dừng. Đó, và nó sẽ reset lại về. Với cái tính năng flyback này thì nó sẽ cực kỳ phù hợp với anh em nào mà làm trong những ngành thể thao, đặc biệt là những ngành thể thao này. Ví dụ như là các bạn đo theo lap, đo theo ví dụ là chạy một vòng hết bao nhiêu phút này, hoặc là di chuyển xe cộ một vòng hết bao nhiêu phút. Ở phía dưới này các bạn sẽ thấy ngay ở trong cái niềng trong, chúng ta sẽ có một cái niềng chạy chữ ở phía trong với dòng chữ là telemeter 1 km, 2 km này. Đó, các bạn có thể thấy, nói chung là chiếc này thì hoàn thiện phải nói cực kỳ đẹp, nó lấp lánh cực kỳ luôn, nó sáng. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy ngay bộ máy là Zenith in-house caliber 405. Bộ máy này thì có hơn 330 chi tiết, có 31 chân kính, có 50 giờ tích cót và các bạn sẽ có 36.000 VPH. Đó, 36.000, một tốc độ rất là lớn. Và đáy đằng sau này thì chúng ta sẽ thấy những thông tin như El Primero, độ chống nước 100, đầu mã của sản phẩm, serial number. Đây serial number case các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có đây là 4 cái chuyện kim loại quý, trong đó là chuyện đầu chó Beckna, chuyện 750, chuyện cân tiểu ly và một chuyện ngôi sao của Zenith. Đó, còn serial number của movement thì các bạn sẽ xem ở trong máy. Đó, nó sẽ có vị trí để xem. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có hai cái núm, ba núm này. Thì bộ ba núm này thì cũng được làm bằng thép tương tự như cái khóa của chúng ta và sau đó sẽ được DLC màu đen. Đó. Và vì có column wheel, bộ máy có column wheel cho nên là bấm nó sẽ rất là nhẹ. Mình sẽ thử lên tay cho anh em xem. Với tay mình là khoảng tầm 18 năm thì lên trên tay chiếc này là hoàn toàn vừa vặn và đẹp. Còn
anh em nào mà đeo chiếc này thì mình nghĩ là tay ít nhất khoảng 17 năm đến 18, 17 năm là tối thiểu nếu như tay anh em tròn hoặc là tay anh em dệt đó, thì anh em đeo chiếc này. Đây là một chiếc dây còn mới cứng cho nên là mình không đeo lên tay được, anh em thông cảm. Chiếc Zenith El Primo Miro Stratos này thì có cái giá chính hãng khá là cao là 23.900. Cái này thì các bạn hoàn toàn có thể search cái mã của nó và thấy Zoma Shop đang để là 23.900 đô là giá hãng. Nếu nhân tỷ giá 24 hôm nay thì nó sẽ loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 575 triệu. Đó, còn bên mình có một chiếc hàng trưng bày như vậy, còn đồng hồ này, còn zin ôn này, còn thẻ đi kèm và tag đi kèm thì bên mình bán với mức giá rất là tốt là 258 triệu. Thì anh em nào có nhu cầu về chiếc Zenith El Primero Stratos này thì anh em có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.